Kính thưa quý vị, vào ngày 24 tháng 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa công bố ca ghép đa tạng thành công, ghép cả tim và thận cho bệnh nhân mắc suy tim thận giai đoạn cuối. Đây là ca ghép đa tim thận thành công đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng như là ở Việt Nam, đánh dấu một bước trưởng thành mới của ngành ghép tạng nước ta. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, tuy ghép tim và ghép thận là các kỹ thuật rất thường quy tại bệnh viện, song ghép cả hai tạng cùng lúc vẫn là một thách thức lớn, đòi hỏi đội ngũ thầy thuốc phải có sự chuẩn bị rất kỹ càng. Sau hơn 6 tháng chờ đợi, bệnh nhân đã tìm được tạng phù hợp từ một người bị tai nạn giao thông chết não. Ca ghép lịch sử với sự tham gia của rất nhiều đơn vị chuyên môn như Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Trung tâm ghép tạng, Trung tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa, khoa thận nhân tạo, khoa phẫu thuật tiết niệu cùng các khoa phòng ban liên quan đã kéo dài 10 giờ. Tất cả diễn biến trong mổ hoàn toàn phù hợp với các quy trình đã chuẩn bị rất kỹ từ trước. Khi mà chúng ta ghép quả tim vào thì chúng ta phải có một cái khoảng thời gian để chúng ta làm cho cái quả tim nó hoạt động cho nó tốt. Và các cái thuốc men để giữ vào để cho cái quả tim hoạt động nó tốt. Và có những cái lúc thì mình cũng không thể nào mà đưa cái nhịp quả tim nó đập quá mạnh được. Đấy, nói một cách nôm na như vậy, vì nếu quá mạnh thì nó vừa mới ghép vào nó cũng không hoạt động không tốt được. Tức là phải giữ quả tim nó ở một cái mức độ vừa phải. Trong khi đó là cùng một lúc chúng ta ghép với quả thận, mà thì quả thận nó lại đòi hỏi là nó phải được cấp máu đủ cái số lượng, đủ cái áp lực thì chức năng quả thận nó hoạt động tốt được. Người ta lại hiến được có hai tạng thôi, trong tổng số 5-6 tạng đấy hai tạng thôi. Thì hai tạng đó lại nằm cách xa nhau và trên nền là bệnh nhân lại có cái mổ bụng cũ rồi. Thế thì các cái quy trình mà lấy tạng như trước đây không thể áp dụng cho bệnh nhân được, hay nói áp dụng nhưng mà nó không tốt, phí phạm. Ví dụ như là đáng nhẽ phải bơm, mỗi khi lấy nhiều tạng phải bơm 20 lít dịch bảo vệ tạng vào trong người bệnh nhân. Và mỗi lít dịch giá hàng triệu bạc thì nó rất là phí tiền. Thì nếu mà lấy như thế này chỉ hết khoảng 4 lít thôi, 3 lít thôi. Đấy, hai tạng này chỉ cần 3-4 lít thôi. Thế thì chúng ta thay đổi quy trình đi thì không những đơn giản hóa mà tiết kiệm được cái chi phí rồi mọi nhiều cái lợi ích nó mang lại. Các bác sĩ cho biết, diễn biến sau mổ tuy khá nặng nề, cả về chức năng tim ghép cũng như thận ghép, song đều nằm trong dự kiến và sự chuẩn bị của các thầy thuốc. Đến nay, sau 8 ngày ghép, các chức năng tim phổi và thận đã hồi phục gần như bình thường. Bệnh nhân có thể ngồi dậy ăn uống và giao tiếp, không cần các phương tiện hỗ trợ đặc biệt về tim mạch và hô hấp. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị thêm trong vài tuần, theo các phác đồ chung sau ghép tạng. Ba cái nhóm ekip lớn, tức là nhóm về ghép tim, nhóm ghép thận và nhóm gây mê hồi sức, thì anh em đã làm rất là tốt và bệnh nhân đã trở lại cái hồi sức, chỉ có mất có một lần phải chạy thận nhân tạo thôi, còn sau nó không phải làm ECMO, thì sau đó là bệnh nhân đã trở lại ổn định và ngày hôm nay thì có thể nói bệnh nhân đã gần như là trở lại bình thường, ăn uống bình thường, sinh hoạt bình thường, không cần phải hỗ trợ hô hấp, không phải hỗ trợ tuần hoàn, không phải gì nữa, bệnh nhân lại sớm được ra viện. Đây là ca ghép đa tạng tim thận thành công đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng như ở Việt Nam. Đến nay, bệnh viện này đã thực hiện hơn 1.500 ca ghép tạng, dẫn đầu cả nước. Trong tương lai, Việt Nam sẽ ghép đa tạng nhiều hơn, không chỉ hai tạng mà có thể thực hiện 3-4 tạng cùng lúc.